Rồi như vậy thì diện tập phẩm tim tây giang sườn năm và ngang với cái đường đúng cú hay là đường trung đầu trái, hoặc là ngoài đường trung đầu trái 1-2 cm, hoặc là trên đường tách trước, đường tách giữa, đường tách sau gì đó. Trong những trường hợp tim to thì mình sẽ mô tả tiếp. Sau đó cái tay để đầu và mở rồi, bây giờ cái tay sẽ như sau. Hồi nãy là để chạy à, bây giờ xoay qua đây nhỉ. Rồi xoay qua vậy thì bây giờ cái ngón này nè dọc vào phải xương ức, bố ngón này dọc vào trái xương ức, xoay qua cảm nhận cái gì cũng phải có ổn đặt hay không, mà có nguyên nhiên hay không, mà ổn đặt từng chỗ, ổn đặt ở nguyên cái đoạn này người ta sẽ gọi là vòng trái xương ức, thì cái đoạn trên này người ta sẽ gọi là vùng đáy tim, còn vòng dưới này người ta gọi là phần thấp bờ trái xương ức. Thì tùy ổn đặt ở chỗ nào để ứng với từng nguyên nhân trong sách ta nói. Trên này là ứng với đầu mạch chủ và đầu mạch phổ. Do đó ở đây có ổn đặt là hay có chủ nguyên là bệnh lý liên quan đến van và mạch chủ phổ. Vùng dưới này vùng van ba lá có ổn đặt cái nguyên mà bệnh lý liên quan đến van ba lá, và trong sách có những cái chi tiết về xem sách mình là tại học cổ. Do đó tụi tôi chỉ có cái lần định hướng chị nghe là chị nhớ này các kia nó nọ, còn khi mà xem hơn xem nào cái ba gì đó là tùy theo, tức là cách học cũng là do về người tôi định chị phải học cái này cái gì. Sau đó cái dấu hạt xe là để có cái chỗ nào đấy ha, mấu kiếm xương ức để dưới bụng ha, để dưới bụng cho mấu kiếm xương ức, bốn ngón còn lại khép lại và để lên cái vùng khoảng tim, lòng ngón cái hướng về vai trái, lòng ngón cái hướng về vai trái tại đây nè, lòng ngón cái hướng về vai trái, bốn ngón này để lên vùng khoảng tim sẽ có cảm nhận cái ổn lập đổi ra đổi ra, thể ra dấu hạt xe nói lên dày thịt dưới. Đặt lên cái này còn thấp bệnh lấy sự lực, bệnh lên đây rồi là yếu nảy trước ngực, dày thịt trước thân phải. Chí nghĩa nó biết là chưa đấy. Để cái tay chồng bệnh lấy sự lực và cái đoạn gian sườn bao cũng nặng thấp như này nè. Nó không đặt, bệnh lên sẽ gọi là yếu nảy trước ngực. Có ổ đặt ở phần thấp bệnh lấy sự lực và yếu nảy trước ngực, đồng nghĩa dày thịt trước của thân phải. Tại vì đến trước ngực. Còn nếu sang bên đây mà có dưới này dội vào trong cái móc cái của mình thì như các bạn xem là dày thịt dưới thân phải. Hồi nãy bên kia dấu nảy trước ngực dày thành trước, bên đây dấu hạt xe là dày thành dưới. Hai cái này là nó lên thân phải. Bây giờ hiểu là tới hàng gì vậy đây? Nhưng mà tác giả là ai? Sáng tác cho cả nghe. Rồi lịch sử nước nhà thì chắc quên sạch rồi. Bây giờ lịch sử y khoa thì phải nhớ chút xíu đi. Tác giả đó ở nước nào đó ta thân làm đó cái sư sơn chút để mà không ta cười. Và ta nói nghe nó có hai phần, một cái phần mà nó không đây nè, phần màng đa số là nghe đó, một cái phần cái túi nhỏ này mà cái bên là phần chuông để nghe những cái âm sắc có tần số cao thấp khác nhau thôi. Đây phần màng nghe những âm tần số cao và phần chuông là nghe những cái âm tần số thấp. Thì đặt ống nghe lên hình rồi không phải định đặt đâu là khác, nó có vị trí dây sườn hai phải và sườn hai trái. Hai phải đây là ổ chủ, đây là ổ phổi. Rồi phải bên sườn năm và lá xương ức ổ van ba lá và ngay từ ống tim và ổ van hai lá. Ở giữa này người ta đã đi sườn hai với này đi sườn ba có ổ đâu ổ chủ. Gọi là chủ thì lúc nào cũng có ổ tim lên trên chủ tớ khác nhau mà gọi là chủ, thành nên còn lên tới hai ổ, hai phải và ba trái, ba bên sườn ba trái ổ chủ tiếp với hai ổ. Và ứng tới bên đây, dây sườn hai phải ba trái. Rồi hai lá và ba lá nó ngang với nhau, nhưng mà một cái là trên cái đường đứng cuốn đường trung đầu, một cái là sát bên trái xương ức. Đặt ống nghe tụi em sẽ có thể làm theo. Ở đây đây nó bổ sung thêm một ổ này, đây là ổ chủ, hai cái ổ này là ổ chủ. Bây giờ giả sử cái này đi tới hình này luôn, đi cái tên cho ổ não nào nhà được không? Ổ chủ, ổ phổi. À, tại vì sao động mạch chủ đang lên tới đây, cho nên là sẽ nghe cái âm động chủ. Còn đây hai cái nhánh động mạch phổi, dưới này ổ hai ba lá và đây ổ hai lá. Và tương thế này là cái gì? Nằm nghiêng. Nằm nghiêng là chủ yếu cho những cái trường hợp muốn nghe rõ hơn cái âm của hai lá. Muốn nghe rõ hơn âm hai lá thì nằm nghiêng. Và do đó
được rồi. Ngồi thì nghe rõ hơn những cái âm của chủ, nghe rõ hơn âm phổi phân trước của hợp chủ là như thế nào, âm phổi ở ru tâm trước của hiện tay lá là nằm yên lá. Cho nên tôi thấy là mình như thế này, và khi mà giữa cái tư thế nằm ngồi đứng thì chắc chắn là cái việc kiến thiết nó sẽ xây dựng kinh nha, nó không có yên mệt thì nó đâu có xây dựng chút tỉnh. Như vậy thì các bạn ha, tư thế ngồi thì rõ hơn âm phổi phân trương của hợp chủ. Bởi vì cái gì á, nghe không? Nghe nghi ngờ không biết phải không? Được rồi, vậy sẽ nghe rõ hơn. Còn hay là nghe rù tâm trương của hiện hay là để nghe nằm yên trái. Rù nghe cái gì? Rù tâm trương của hiện hay lá thì nằm yên trái. Và cho những vị trí có lớn nó sẽ sơ dựng gợn rồi cho biết dạng đồng đồng khẩu vị như là thành ra là những cái ổ mà mình nói là nó sẽ không còn chính xác nữa, người ta sẽ mở rộng ra là vùng. Như vậy cái vùng quan thành chủ, tại vì cái tim này được tới cái thì nó bơm máu lên là chủ ra đây, như vậy nguyên cái con đường này là vùng quan thành chủ, rồi nguyên cái con đường dọc vào trái xương ức này là vùng quan thành mặt phổi, rồi nguyên cái vùng trên xương ức thì vùng quan ba lá và cái bên đây là vùng phổi. Như vậy để thấy là có những trường hợp tim bị xô đẩy, bị di lệ, bị to, bị teo gì đó thì các ổ nó có thể thay đổi, thì người ta mở rộng ra, người ta sử dụng tay mặt trên vùng. Và cách nghe tất cả các ổ hoàn toàn em sẽ nghe những chuyện từ trên dưới và từ dưới đi lên là được hết. Và nhìn cái hình này nó giống như cái xét hay số 2 thì người ta đa số là sẽ bắt được theo được dưới mọt, từ dưới mọt lên đi số 2 đấy, xin lỗi, ổ ba lá xuống thượng vị, đối xuống bên phải tới ổ này ổ gì ạ? Chủ lên ổ phổi qua ổ chủ lên dưới gì đây? Động mạch cảnh bên phải, dễ tiếp bổ sung dùm động mạch cảnh bên trái bổ sung vô. Tại vì nghe là phải nghe hai bên, một bên không có đủ. Động mạch cảnh trái là phải nghe bổ sung dưới này luôn, phải chỗ xương đòn, có thấy được xương đòn đấy không? Rồi nghe cái nhóm xương đòn còn ổ nữa, chỗ đó là tim hoạt sinh mỏng mà và chính vì sắp bỏ nó không có vẻ vậy mà nên đi nghe số hoài, người ta bị tim hoạt sinh mà không hay, ở trên là số sẽ tốt sẽ luôn hoài, cứ khám cho mình luôn hoài, tại vì cái ổ nó nghe chỗ này người ta để số dễ bổ sung tiêu dùng. Động mạch cảnh bên trái tức là nghe bên đây, sau nghe động mạch cảnh bên trái này hạ một phát xuống nữa, nghe chỗ cái xương đòn nè, hạ đòn trái rồi mới chấm phun cho đó. Và em có thể nghe em điều xuôi điều bộ nhưng khuyến cáo là từ từ với mọi khi lên ở mỗi chỗ là cái chuông rồi nghi ngờ gì đó thì phải nghe xa, xin lỗi, mỗi chỗ là cái phần màng, nghi ngờ gì đó thì nghe gì đó thì phải nghe chuông. Như vậy cái phần màng là cái chủ yếu và là tại đây luôn luôn là phần màng trước. Và bây giờ để xác định cái tiếng mình làm như đây nè, bùng tắc không biết đó là tiếng hiệu tâm khu hay tâm trương, tay một hay tay hai, tay một là đóng quan nào, học sinh biết rồi. Rồi đóng quan hai lá ba lá, quan hai lá ba lá nằm ở vùng nào, đáy hay mỏ, nằm nguyên cái vùng này. Cho đến đặt vô đây thì phải nghe tiếng tay một lớn hơn tay hai, tùng tùng đặt cho mà nghe là tắc, tức là biết rồi, có bệnh lý gì đó. Thành ra là ba lá nóng nhẹ quá, nghe phần còn nhỏ xíu. Đặc trưng đặt vô vùng mỡ là vùng quanh hai lá ba lá thì nguyên cái khu này phải nghe tê một lớn hơn tê hai, và khi đặt ống nghe vô thì phải nói liền tần số bao nhiêu là một phút đều rõ không? Cái bộ ba khi mà nói tới tim là phải bao nhiêu là một phút đều rõ hay là không đều yếu mờ gì đó, hay là không nghe được luôn, đặt cái mà không nghe được luôn cũng phải nói luôn ha. Bộ ba nó phải nói 8 là 1 phút đều rõ, đa số chủ là được tượng như vậy. Và là nghe rồi xác định là từng tập từng tác tới hay không thì lưu ý là sao mình biết cái tiếng mình nghe được đó là thì tâm khu tâm trương, bằng cách bắt mặt cảm nghe nghe. Cách thứ nhất, nếu cái tiếng đó mình nghe tùng tắc còn có nghe tùng, có nghe nhảy lên, có nghe nhảy lên như vậy đó là thì tâm khu, và cùng lúc nghe tiếng tắc có nghe dìm xuống thì cái đó là thì tâm trương. Như vậy thì xác định thì tâm khu tâm trương.
gương bằng cách là coi cái nghe nó bị nảy lên hay nhìn xuống. Cách thứ hai là sau cái bắt mặt cảnh, nhưng mà bắt mặt cảnh thì ít khi nào là tới, đôi khi bắt mặt quay. Thấy một người vừa nghe tim và vừa bắt mặt quay là coi bị rớt hết. Tại vì sao? Cái việc thì nhìn cái trong rưỡi là nhanh lắm. Cái thời gian mà em nghe cùng nó ra tới đây là nó chìm hay nó nổi gì, nó biến đổi khác hết rồi. Do đó chỉ có hai cách để xác định cho tôi như như là cùng với nghe mộng, nãy nhìn. Và cách thứ hai là bắt mặt cảnh. Nghe mà cùng lúc cái mặt cảm nhảy lên thì không cùng. Rồi bây giờ em đã thấy hoàn toàn như thế, nằm nghiêng trái để rõ hơn những cái tiếng của hồi nãy tôi nói quan hệ lá ở mỏ đậu quan hệ lá nghe mà không có màng màng cho nằm nghiêng trái để nghe rõ hơn những cái âm quan hệ lá phù âm phương của quan hệ lá. Rồi bây giờ tôi thấy ngồi thì sao đây, hồi nãy hết rồi, nghe rõ hơn cái âm đội âm phương của phần chủ. Nhưng lưu ý là nó còn phải có thao tác ngồi này, ngồi thẳng tốt nghe, ngồi này có gì làm muốn nghe rõ hơn thôi, chứ không chủ. Một là ngồi, hai là đứng xuống trước, ba là thở ra hết, bốn là nín thở thì có nghe rõ. Chứ còn nó đang thích thở với thở thì em sẽ nghe không biết cái âm hộ, nó là hơi thở rồi để tìm ngồi vậy, xuống trước thở ra nín thở bốn cái để mà nghe bởi vì dương của mình cũng không rõ hơn. Nếu những cái chuyện vậy thì đừng thắc mắc tại sao bạn nghe được mà bạn nghe quảng ra. Tại vì mình làm không đúng rồi. Rồi bây giờ nghe trên cổ, ở mặt cạnh thì nhớ cái lần nhát của tôi, để cho ta cầm nghe. Hai cái ngón này nó kẹt giữa cái eo cố nghe. Và để lên ở mặt cạnh thì nghe được chú hay bằng màng. Nghe bằng màng. Và nhớ là để nghe chứ phải là ống ống nghe. Tại vì ở mặt cạnh thì tắt á. Cái để mạnh quá thì nghẹt đường đi. Nghẹt đường đi thì đương nhiên nó thẳng khỏi xèo 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 rồi, cho nó để nhẹ nghe thôi. Rồi bây giờ lên những cái phần kiếm tim. Cái thứ nhất tôi luôn là có nghe vô để nó rồi tần số nhẹ và cường độ. Bao nhiêu là một phút thì được hay không? Và cường độ rõ hay mờ không nghe được phải có ba cái đoạn văn này trước. Sau đó sẽ mô tả cái kiếm tim và âm nổi. T1 là đóng của hai lá, ba lá, cho nên là cô đặt cái văn hai lá, ba lá. Và cái văn này là vùng mỏ. Và khi mà kêu sẽ bẻ sơ đồ tiếng tim thì tiên phải lưu ý nếu mà dạy động dày thì sổ tiếng nó nghe rõ hay là mạnh, còn dày thì sổ tiếng nó mờ. Bây giờ tới văn gì đây? Và đây văn hai lá, ba lá là chỗ này. Bây giờ trên này cao hơn văn chủ và văn phổi. Do đó nó nằm ở vị trí giải phẫu cũng cao hơn, nên sẽ nghe vùng đáy tim. Và khi mà đóng cái đó thì chọn lên cái gì? T2 và vẽ thì T2 lớn hơn. Ở đây là chữ T1 S và T á. Đây các đường viết Anh, các đường viết Pháp hơn. Bây giờ vậy chữ S 2 lớn hơn, đó là chữ T2 lớn hơn và vẽ cái màu nó đậm hơn. Do đó khi đặt ống nghe vô luôn luôn phải định bằng việc đặt vùng đáy tim. Đáy tim trên này, vậy phải nghe sao? Tắt, tắt. Và đặt vùng mở như này, phải nghe sao? Tùng, tùng. Phải định thần như vậy thì thay đổi ngựa lại, tức là biết nó bệnh lý vấn đề gì đó. Bây giờ tới T3. Đương nhiên T1, T2 thì T3 nó phải nằm sau cái miếng T2 này. Và T3 họ vẽ ra là gì đây? Máu tự trên nhỉ, rồi xuống sốt. Lúc đó ba thay lá sao? Mở ra. Khi ba thay lá vừa mở ra, con ba lá cũng được. Máu tự ở nhỉ cho cái ào xuống sốt liền, trội vào trong thành cơ hấp tạo tiếng T3. Như vậy nó sẽ là tiền nào nó chưa biết thu lúc tim chìm xuống, lúc mỏm chìm xuống và giữa cái tiếng đóng van giống như tiếng đóng cái cửa rất là gọn. Còn cái tiếng máu chỗ vào cơ thì bây giờ nhìn chưa biết cái băng đá vào cái cửa và bây giờ băng đá vào cái tường nó khác nhau không? Đá vào cái tường tiếng nó sẽ trầm hơn, do đó cái tiếng mà T3 này nó sẽ trầm hơn, êm hơn, nhỏ hơn. Và nếu mà ống ống nghe nó mạnh thì sao? Mờ hơn. Đó là đặc trưng của T3. Còn T4 họ vẽ cái gì đặt lên miệng lên đây? Ống trưng hết. Trong trường hợp mà dày, rất dày thì cuối cái thiệt trong trưng á, sau khi nhảy ra đây máu đổ, máu đổ từ đây xuống đây hết rồi, sạch máu từ đây rồi thì cuối thiệt trong trưng nhỉ phải bớt một lần nữa, bắt cái lượng máu còn lại xuống, dội vào trong cái tầng thấp đang dày để tạo nên cái T4. Như vậy nó cũng là chỉ chỗ một cơ
và cũng là một trong chương, nhưng mà cái này là đầu trong chương và cái này là cuối trong chương, hình dung vậy không? Như vậy sau khi em tùng tắc hai cái tùng tùng sao, một cái đầu trong chương, cuối trong chương là cái tên ba và một cái là cuối tên bốn, mà những cái tiếng này là dựa vào cơ hết, và cơ ở vùng nào hết, do đó sẽ nghe vùng mỏm mà thôi, ở đáy tim không bao giờ nghe được, chỉ nghe vùng mỏm êm hơn, chậm hơn, nhỏ hơn và bóp đi thì nhỏ nữa nếu mình ấn nó nghe mạnh xuống. Đó là đặc trưng của xác định tay ba tay bốn, nhớ do dội vào cơ, cơ chỉ mỏm cho nó chỉ nghe vùng mỏm mà thôi. Và khi vẽ sơ đồ tiếng tim thì tụi em phải ghi chú cái bên đây là ở đáy hay là ở mỏm để người ta biết là về nghe thế nào. Rồi đây là T1, T2, lại T1, T2. Như vậy cái giữa T1, T2 là thị tâm trương. Khi vẽ luôn luôn bên dài hơn thị tâm khung. Thì em lại thiếu vẽ tiếp đó. Tới khi cho vẽ sơ đồ mà vẽ hai cái thị tâm khung tâm trương bằng nhau là biết rất rồi. Thấy không? Luôn luôn thị tâm khung giữa T1, T2 đó phải ngắn hơn cái thị tâm trương. Phải dài hơn. Và cái chi T3 là đầu tâm trương và T4 là cuối tâm trương. Như vậy thì người ta sẽ có một cái vấn đề đặt ra. Đó là đây chúng ta phải có khóa được số này T1, T2, T3, T4. Sang chương chuyển tiếp theo T1, T2. T2 là đóng của ban hai lá, ba lá. Đây xin lỗi, T2 là đóng của ban chủ và mỗi nhiều khi nó đóng không cùng lượng. Nhiều khi đóng không cùng một lượng. Chủ đóng trước và mỗi đóng trước. Thành ra sai gì đây em tùng tắc. Em sẽ nghe là tùng tắc. Như vậy thì đây tiếng T2 tắc thôi. Lên. Bởi vì vậy thì nghe một lái thì một mỏm. Đúng rồi, chủ mỏm là lái, nghe một lái tim. Rồi bây giờ T1 là đóng của ban nào? Hai lá, ba lá, nhiều khi cũng đóng cũng được. Vậy như vậy sẽ nghe sao? Trục tắc. Như vậy thì lúc đó nhẹ nhẹ nghe một lần, nhẹ hai lần. Giống như vậy nè, thì sẽ nghe hai lần lên để biết là T1 tắt luôn. Vấn đề đặt ra nữa, T1 mà hai lần, giống như nãy mới nói tưởng T1 tách đôi, và thật ra bây giờ nó lấy tim. Khi máu mà từ ở trong mắt trái bước qua cái van mạch chủ, mà giả sử tình trạng mình đang huyết áp, đây là cái dòng mạch chủ nó bị hẹp gì đó, là ta sáu cái vô con khỏi chỗ hẹp sẽ dội vào trong cái thành mạch chủ. Thì mình chung được không? Máu vừa qua được cái chỗ hẹp, ở đây thì mình tải cho tim ra, đây cho cái vòng này nó rộng, ngoài kia nó rộng, qua cái cửa hẹp ra, cái mạch tim sẽ phun ra hai bên này. Và bung ra đó cái chỗ vào trên phần mạch chủ, tạo nên cái tiếng người ta gọi là click phun vào mạch chủ. Injection click, EC. Injection click là tiếng click phun vào mạch chủ. Các bạn thì nghe một cái của bọn đấy đi, nghe đấy đi. Như vậy thì T1 bạn nghe trục tắc. Cái trục cái tiếng đó cái ở đáy thì là tiếng click phun vào mạch chủ hoặc là mạch phổi. Nếu nghe ở mỏ thì cái đó là tiếng T1 tắt luôn. Anh Dung kịp chưa? Bắt đầu thấy những gương mặt mơ màng sẽ tăng. Gương ra, gương ra. Có vấn đề tiếp theo nữa. Hồi nãy nói nè, đây là cái thị tâm trương nè. Nó có đề 4 của tâm trương nè. Bây giờ làm sao nghe cái rục tắc đó là T4 đi trước T1 hay là tiếng click luôn đi sau T1? À, một cái mốt rất quan trọng. Trục tắc. Trục đó là T1 tắt đôi. Hay là T4 đi trước T1. Hay là cái tiếng click không đi sau T1. Rất là dễ. Tại không có phấn rồi. T1. Và bây giờ tới 2 tiếng. Thì cái thứ nhất là T1 tắt đôi. Như vậy là một tắc đôi sẽ nghe rõ vùng nào? Đáy hay mỏm? Mỏm. Rồi cái thứ hai, cái âm sắc đó sao? Gọn, khô, mặn. Ha. Gọn, khô, mặn thì chỉ tốt cái ba. Còn bây giờ cái thứ hai là mình phân biệt T1 với lại click khung. Như vậy thì cái này nghe đáy hay mỏm? Click khung đồng mặt ta. Cho đó sẽ nghe rõ vùng đáy tim. Rồi bây giờ đó là T4 đi trước T1. Như vậy nghe rõ vùng đáy hay mỏm? T4
đây bố là chỗ đầu cơm khóc như vậy nghe rõ không? Không. Và cái âm sắc là sao? Chỗ đầu cơm á, âm sắc nó nhỏ bên đầu rồi đó là biết đó. Bây giờ là kêu mà nghe trục tắt trục tắt thì phải coi cái thứ nhất là mình đá là một mỏ. Nếu mà đái khỏi suy nghĩ chỉ có một lý do duy nhất nó là tích. Nếu là đầu mỏ thì bây giờ bấm cho nghe xuống thử cho nên nó bóp lên thì cái đó là đây bốn chỉ thôi. Bây giờ đến đây hai nắm vững những cái nguyên tắc đó, cơ chế tại sao tạo ra thì nên sẽ không bao giờ nhầm lẫn. Bây giờ đây hai mà nãy mình nói là đây hai nó có thể đây hai gấp đôi như vậy thì đây tôi sẽ nghe rõ không nào? Đã gọi là các bạn giống chị nữa đi. Đây hai và tất đôi nghe rõ một đái rất 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 là thế này thôi. Còn cái gì đó đảo mộ thì con nghĩ hai này T 3 đó là T 2 đi với T 3 và T 3 là chỉ chỗ hồ cơ cho nó sẽ nghe rõ mộ và ám sát là sao nhỏ trầm êm mất thì ấm mạnh. Như vậy thì dễ các bạn cứ như cái một bên kia bây giờ là T 2 kèm thêm T 3 thì sẽ nghe ở mỏ và cái mũi lên đi xuống tức là cái nhỏ hơn êm hơn chậm hơn và mất đi. Còn cái os là opening là mở snap tức là tiếng phát mở van. Trong những cái trường hợp bên hai lá nó bị hẹp bên hai lá do mấy cái bực nó dày cái sơn và ta giống như cái cửa đèn ta mở ra đây để khựng lên cái bực và cái khựng này mình nghe cái đó gọi là phát mở van. Thì nó mở cho ngay sang tiếng đây hai và cái tiếng cửa với cái tiếng cơ khác nhau không? Do đó cũng phải khác âm sắc. Hai cái này cùng nghe cùng mở hết nhưng mà cái tay ba là êm trầm là tiếng cơ còn open snap và tiếng van đóng mở được nghe ba tay lá thì nghe nó tiếng khô gọn và người ta hình dung cái tiếng lát mở van này giống như hai đồng bạc cắt cỏ như nhau. Bây giờ biết thế nào phụ nữ đồng bạc cắt con giờ lấy hai đồng bạc cắt cỏ như nhau cái âm sắc có liên hệ với tiếng lát mở van tay lá. Tiếp theo là bây giờ mô tả nãy giờ là phân tích tiếng tim bây giờ lại âm phổi đó là lý do mà nãy nay đầu tôi đã để cái hình ống nghe lên để nói chuyện khó nhất trong cái phòng khám tim và nghe tim và nghe tim ở mô tả là sự hiện rõ rõ không tôi đã nói là bây giờ xong cái phần tiếng mà nãy bây giờ sẽ phần âm phổi âm phổi đây bộ đây tim này người ta mô tả mấy cái nhất phần phổi này thứ nhất thì nào tâm khu về tâm trường thứ hai hình dạng. Nếu mà nghe nó nhỏ dần đi là nhỏ dần là dạng trang dễ ra một quyển trực vị trí ở đâu nằm ở đá hay mỏ hướng ra cái âm phổi nó nghe từ cầu mỏ nghe ra mắt nghe ra xương lưng cũng nghe là đang ra xương lưng âm phổi nó nghe ở dọc bờ đá xương lưng nghe lên cổ cũng nghe là hướng ra ở đâu và cường độ nhỏ dần tới lớn dần có 6 độ tất cả tiếp là mấy âm sắc cao thấp phải nghe bằng chuông hay bằng màng thì đây là 6 tính chất thì mô tả của cái âm phổi nha. Khi thi cứ hỏi rất rõ âm phổi và tiếng tim hai cái khác nhau này tả lộn xộn lên hết trơn. Như vậy thì 6 tính chất mô tả âm phổi để kê lên đây âm sắc là nó êm hay là rộ thì là cô âm nhạc là mình ra sao nha đừng có nghĩ cái tiếng con giống như tiếng nhạc nhỏ gì hết nha. Mày nghe rít đây cái âm bùm bùm thì đó nó có tiếng rít nằm ở trên đó rồi còn nghe là sao còn bây giờ nghe rù cái đó rù thì những cái âm sắc đó là đi lâm sàng sẽ thấy nghe nhạc ra hết còn có thêm một cái phần thay đổi trên tư thế là nằm nghiêng hay là ngồi hay là ngồi thay đổi theo hô hấp. Những cái âm bên chân phải nó sẽ lớn lên trong cái miệng thích vô tại sao? Bây giờ để ống hút cho cái nước mình đi hút vô thì nó sẽ hút thức lên ở tim cũng vậy hút vô nó sẽ kéo máu hết từ ngoài ngoại biên dinh về chân phải và cho nên những cái âm của bên chân phải nó sẽ lớn lên trong cái miệng thích vô. Người ta làm cái biện pháp hô hấp đó để xác định cái tiếng mình nghe là một bên chân phải bên chân trái nghe mỗi bà tiếng của hai lá hay ba lá thì bằng biện pháp hút vô.
đây là nơi giới khoảng cái thời gian nghe là giữa tiết 1 tiết 2 là thì tâm thu, đây thì tâm thương của em đi suốt á và âm khẩu liên tục. Và trong khi tâm thu á, nếu mà em vẽ ra cái hình cái chợt nhẹ ra giữa là toàn tâm thu, có khi nó chỉ đầu tâm thu, giữa tâm thu, cuối tâm thu, tâm thương cũng vậy, tùng tắt tùng tắt, cái đó là cuối tâm thu. Còn các nguyên nhân thì đây sẽ có những cái bài đi không đi sâu. Ví dụ đây là nghe vỡ hoàng tâm thu thì đầu tâm thu thì có những cái bệnh lý này ứng với những cái tổn thương màu đỏ xuống đây mình sẽ thấy cây xuống đây không không, thì cái này là đây sẽ có những bài đi chúng ta không đi sâu. À đây có cái cách vẽ nha, nếu mà âm phổi cái này người ta gọi là nhãn phục, âm phổi nhãn phục, còn đây âm phổi cũng là nhãn trán, hình là thôi nhãn trán giữa tâm thu hay là tâm thu, còn đây cái nhỏ dần xuống cũng là nhãn phục. Đó là những cái cách để mà vẽ tay một lấy phung âm phổi đồng thu, tay hai đó tay hai mà chủ và phổi như là tay hai tâm thu. Tức là mai mốt sẽ có từng cái bài về bệnh đó để cơ chế tại sao tạo ra những cái tiếng đó, cho nên tất cả những cái phần này không cần học. Tiếp theo là cường độ 1/6 là sao? Cho má hốc miệng luôn và nhắm mắt chính luôn, cô không nghe nổi luôn nè, cái hỏi nói không khóc không có thở không. Độ 2 thì sao, căng thẳng cười à có nghe được. Rồi tới độ 3 là sao, nghe rõ ràng luôn. Độ 4 sao, trời nó to quá phải hát hốc miệng luôn. Độ 5 sao, trời tròn mắt tinh luôn, tình yêu khổ quá lớn. Và độ 6 càng lớn nữa. Thì cái độ 4 á em sẽ nghe buồn miệng, người ta lấy cái móc độ 4 em luôn nghe, cái này này xác định trước cái tăng, nó ở phần sờ, chỉ mới phần sờ khi là nghe được vô đây kia hết, sờ vô đến coi, các anh có được 1/6 trở lên, khi một cái nhìn thấy mình là nể quá, nó ngưỡng mộ quá, chẳng qua là tại vì mình làm đúng cái thuyết là sờ, chúng nghe nhìn sờ có nghe, sờ mà có mục tiêu đó là chắc chắn là mỗi lần 4/6 trở lên, 4/5/6, bây giờ là sao có nghĩa đó là 5/6, nhiên lượng có nghe vẫn còn nghe, thì đó là mà nhắc ra khỏi phần ngoài đi rồi vẫn còn nghe thì đó là độ 6. Do đó tôi thấy cái hình hồi nãy nhắc có nghe ra khỏi phần rồi mà vẫn còn nghe, còn xoay mắt miệng luôn tại vì nó nói thế. Còn bây giờ đã có nghe vô nghe nè mà sờ không thấy không biết gì hết thì biết cái đó là độ 3 thôi. Độ 2 là cái tập trung chú ý, còn độ 1 thì xin đi em chưa nghe nổi ở trong phòng yên tĩnh. Còn bây giờ em đi vô trại nó dưới cái chợ đó là sao yên tĩnh thì em nghe được, cho nên các khán sinh viên không nghe nổi và muốn nghe cho rõ nên nhắm mắt lại, tức là tốt cái phần thị giác thì cái phần thính giác nó sẽ tăng hoạt động hiệu quả lên thêm. Còn mà vừa đã có nghe mà vừa nhìn cái này nhìn đảo